Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và chương trình số 81 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về thực hiện nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích quán triệt và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết số 68 của Chính phủ và chương trình số 81 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các cấp, ngành và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo hướng bền vững, tiến bộ công bằng, tạo cơ hội cho nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với tạo việc làm bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu cho người có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp xã hội cho hộ nghèo, không có khả năng thoát nghèo.